A ma phành tê và chúng con xin vâng. Bàn tiếp bàn tâm về là mình đi sẽ khó với năng samadhi giam còn xem bây giờ điều học là quy chánh xa sự sát sanh adinna về là mình đi sẽ khó với năng samadhi giam còn xem bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự trộm cắp kamesumicchya acara Vairamani sikkhapanang samadhiyami Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự tà hạnh Mucchawadam Vairamani sikkhapanang samadhiyami Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự nói Suramerayamachapamadathanam Vairamani sikkhapanang samadhiyami Còn xin bao nhiêu điều học là quy chánh xa sự dễ uống rượu và các chất say Bana ti ba ta về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh a din na da na về ra mani sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học sám hối A-din-na-da-na-ve-ra-ma-ni-sikha-ba-đăng-sa-ma-ni-ya-mi Con xin vâng dự điều học là cô ý a mê su mi cha cha ra vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng dự điều học là cô ý tránh xa sự tà hành mu sa qua đa vệ ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di gia mi con xin vâng Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối sura rame rayamat cha pamadathana vệ ramani sikha badang samadhiyami con xin vâng dự điều học là tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say Imani pañca sikkhapadani sadukaṃ katvāṃ appamādena nicchakalaṃ samarakkhitabbaṃ Chư Phật tử, sau khi đọa thì tam quy và ngũ giới nay tam bảo rồi phải lắm giữ hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui A ma phành tê và chúng con xin vâng. Tị sĩ lệ nó phô khát xâm bạc đàn Sĩ lệ nó nếp của tinh dân Tị tà xâm mai Sĩ là ngụy số thá dê Các dân chân lệ sinh về Phải trời cũng nhờ giữ giới Được giàu sang đầy đủ tài sản Cũng nhờ giữ giới Được giải thoát nhập bàn Cũng nhờ giữ giới Bởi các cái cho nên Chư Phật tử phải đang thọ trì Giới luật cho được trong sạch đừng Để lầm nhơn xa thu lành thai uất tam mang ghê na quan đề hằng ba đa phận sum và ruột tam mang buốt thấy vô kali tâu đâu sau buốt thâu
tam mặt tu tăng mặt măng u tam măng ghê na quanh đê hăng thầm mạnh cho được vị thăng và răng thầm mê vô kha li tô đỡ sâu thầm mô tam mặt tu tăng mà măng u tam măng ghê na quanh đê hăng sằng khanh cho được vị thoát tam măng sẵn khê vô khá lý tổ đô sơ sẵn khô khả mặt tụ tăng mà măng. Ua tu sơ phẩm gà lăng khăn tu sơ phẩm đế ua ta sơ phẩm bụt đá hai nô pha quê nè sơ đà sô thi phú văn tu tê phú ua tu sơ phẩm măng gà lăng khăn đế ua ta sơ phẩm thầm mà nô pha vệ so thi phụ văn tu te phụ văn tu sơ phẩm mang gia lăng rập khăn tu sơ phẩm đề ung khả hai nô pha vệ ni sơ đa so thi phụ văn tu te tất cả hạnh phúc hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ ấy đức của chư Phật, do nhờ ấy đức của giáo pháp, do nhờ ấy đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. So atalanto subito bruno buddhita sene arogo subito hoi sa sabbe nyati qui sa atalatam subito bruna buddhita sene aroga subito hoi sa sabbe nyati qui te atalatha subito bruna buddhita sene aroga subito ho ta sa sabbe hiện nhà tị phi cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bình hoàn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Xa thu lành thai dặn kinh chi cư san la cầm măng cà tập măng thi đi dặn mà cả dê nà quả cha ma na sa thì đề sẽ su ga tăng cà tăng dê sa a thì dễ cho sa ta a san ni nơ cà tăng bụn nhà phà lăng mày hàng sa bê phà ghi phà hoàn trực tê dễ tăng cà tăng xin năng bụn nhà phà lăng mày dạ dê cho ta thành a cha năn thì để qua gần tờ ni dễ đa dùm sa bê lô cam hi ye sa ta chi quan ta a ra he tu ca ma mun nang vô cha nang sa bê la phan tu ma ma che ta sa ti hư căn con đạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an phước con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Bình lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do chúng con đã trong sạch tạo được ra, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bích Tha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Nhật Quỳnh kính chào Quỳnh Kinh, mến chào Nguyên Trang, kính chào Khổ Đế, kính chào Tâm Hạnh, kính chào Thiên Vũ, kính chào Thi Lâm.
Mến chào Thi An Lạc, mến chào Trang Thư, kính chào chị Metta, mến chào Sích Trần Đạo. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh, kính chào đạo tràng. Dạ, Như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng. Dạ, kính mời Vinh Kinh đăng đàn để điều hợp chương trình học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ Quỳnh có nghe được âm thanh Như Quỳnh, cho Như Quỳnh một tín hiệu để Như Quỳnh dân mít đến Quỳnh ạ. Nam Mô Bích Tha. Dạ, dạ kính mời Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Ca Dạ. À, kính lễ Sư Trí Đức, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tục cái phần bài Đức chúng ta mới học một phần nữa, còn phần nữa nữa. Còn học tiếp phần chót nữa. Thì hôm nay là chúng ta tiếp tục học về môn. Thì chương trình hôm nay cũng có hai phần. Phần thứ nhất là đọc về Bali, về cái phần sáu môn này. Quý vị nhờ con cô Nhật Quỳnh có post lên thì quý vị lên đọc ha. Phần thứ hai thì chúng ta đi vào chi tiết. Rồi, kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bảo tổng tắc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi Sakato Bhagavata Thammo Thammasami Satipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Samma Sambuddhamma Tulang Sasa Thamma Galuttamang Abhivadiyapasisang Abhithammatasang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Tôi xin nói về những gì chứa trong vị diệu pháp. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ. Rồi xin mời Sít Nhật Quỳnh post bài cho tất cả quý vị cùng nhau lên quan hệ đọc nha. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ không biết đạo tràng có. Dạ cảm ơn cô Nhật Quỳnh cho biết đã nghe rõ. Cảm ơn Nguyên Trang. Dạ con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính đảnh lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ trước khi đọc bài thì con cũng có vài lời chia sẻ hôm nay. Là giàu ở Úc Châu của con á, thì hổm rài có vẻ cũng không đến nỗi, nhưng mà hôm nay á, thì nó đã tiến tới một cái tình trạng cũng là nguy hiểm rồi. Bởi vì hôm nay thì có một cái trường học ở một cái vùng giàu có của Sydney mà đã có một em học sinh nó đã dương tính với virus rồi. Thành ra hôm nay một cái trường này nó đóng cửa. Và mấy hôm rồi thì có một bác sĩ cũng ở Sydney này, ở cái bệnh viện lớn, đã cũng dương tính với virus rồi. Rồi cũng có nhiều người bị nhiễm và cũng có mấy người chết. Thì tình trạng con thấy cũng nguy hiểm quá rồi. Thì con cũng xin chia sẻ đôi điều vậy thôi. Như vậy là nó đã lan rộng nơi rồi. Thôi, thì bây giờ con xin trở lại là con xin đọc bài. Đoà ra săn gá hồ toát yếu về môn. Đoà ra săn gá hề, đoà ra ní na má, chắc khú đoà răng, sô tá đoà răng, cha ná đoà răng. Chiêu hà đoà răng, ca giá đoà răng, má nô đoà răng, cha tí, chấp bí thà ní, phá hoành tí. Trong tóm lược về môn có sáu loại là
nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát tha chắc khú mê quá chắc khú đoà răng. Tát tha sô ta đá vô. Sô tá đoà ra đi ní. Má nô đoà răng. Bá ná pháo hoành găng. Bá quýt chá tí. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân. Nhưng phá gần phá quăng gá được là ý môn. Tát thá banh chá đòa ra quát chá ná chắc khú quỳnh nhà ná sầm bát tích chá ná sàn tì rá ná quát thá bá ná cá mà quá chá rá chá quá ná tá đà lầm bá ná quá xê ná chá chát tà ly xá chích tà ní chắc khú đoà rê giá thà rá hằng ấp bát chan tí. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn. A. Ngũ môn hướng tâm. B. Nhãn thức. C. Tiếp thâu. D. Suy đạt. C. E. Xác định. F. Động tốc thuộc dục giới. G. Thập di. Tá thà banh chá đoà ra quách chá ná. Sô tá quỳnh nhà nà ý quá xề ná sô tá đoà ra đi xú bí chá tát tà ly xề quá phá hoành tí cùng thế ấy do nhĩ môn và các môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm nhị thức vân vân. Bá thà bí banh chá đoà rê chá tú banh nhà xá chích tà ní ca ma quá chá rên ê hoa tí quê đi tấp bà ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Mano đoà rê bá ná mano đoà ra quách chá ná bình chá bình nhà xá chá quá ná tá đà lầm bá ná quá xê ná sát tá sát thí chích tà ní phá hoành tí. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Ê cù ná quỳ xá tí, bá tí sàn thí, phá quăng gá chú tí, quá xề ná, tòa ra quý mút tà ní, 19 loại tâm. Như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Tê xú bá ná. Đùi bành cháu quỳnh nhà nà ní chê quá. Má hát gá tá lô cút tá rá. Cháu quá nà ní chà tí chát tình xá. Giá thà rá hằng. Ê cá đòa rí, cá chích tà ni nà má. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ song thức, những loại động tốc thiệt thế, có một môn tùy trường hợp. Mano thà tút
tí cần ba na bình cha đòa ri cần ba ý giới phát sanh do nam mô. Sú khá sàn tì ra ná vốt thá bá ná ca mà quá chá rá chá quá nà ní chá đò rí cá chích tà ní. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tác thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. U bách kha sa ha ga ta san ti ra na ma ha vi ba ka ni cha đo ri ka ni che wa đo ra vi mut ta ni cha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahagata vibhaka ni dvara vimuttan evati. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Eka dvari kachit ta ni bành cha đò ri ca ni cha cha đò ri ca quý mút ta ni quý mút ta ni cha sắp ba thà cha tình sa tí ta thà tì ni ê ca tình sa giá thà giá thật ca mặn đá sa thà na wa tha cha ti bành cha tha ba ri đi ba về. Dạ xin lỗi. 36 loại tâm phát sanh qua một môn. 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào. 9 hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có 5 đường. Có 5 đường lối được trình bày. Dạ con xin hết. Con kính cảm ơn thầy Kinh. Dạ con xin trả mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầy Mai Giá, Nam Mô Sư Khai Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. À, kính chào Vinh Kinh. Kính chào chị Nhật Bình, chị Meta và kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Meta cho biết tín hiệu nghe rõ. À, con xin trả bài ạ. Đoa ra sang gá hô, toát yếu dự môn. Đoa ra sang gá hê, đoa ra ní nà má. Chắc khú đoa răng. Sô ta đoà rằng, khà na đoà rằng, chiều hà hoà rằng, khà giá đoà rằng, má nô đoà rằng, chà tí, chát, bí, thà ní, bao phần tí. Trong tóm lược về môn có 6 loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tác thá chắc khú mê quá, chắc khú đoà rằng. Ta thà sô ta đá dô, sô ta đoà ra đi ní. Má nô đoà rằng bá ná, bao quần gần bao quýt chá tí. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân. Nhưng bảo quăng gá được gọi là ý môn. Tát thá bằng cha đoà ra quát cha ná, chắc khu quyền nhà ná, sằng bát tích
cha na sằng tì ra na vót tha ba na ca mà quá cha ra cha qua na ta đà lầm ba na quá xề na cha chắp tà chì lì xá chít tà ní chắc khù đòa rề giá thà ra hằng út bắt chẳng tí. Trong các loại tâm 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn: A là ngũ môn hướng tâm, B là nhãn thức, C là tiếp thọ, D là suy đạt, E là xác định, F là động tốc thuộc dục giới, G là thập di. Ta thà bằng cha đòa ra quách cha ná sô ta vinh nhà nà đi quá xề ná sô ta đòa ra đi su bí cha chát ta lì xề quá ba quăng tí. Cùng thấy a do nhĩ môn và các môn khác 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhị thức, vân vân. Sappattha pi bằng cha đoà rề cha tu bằng nhà sát chít tà ní cà mà quá cha răng ê quà tí quê đi tắp bà ní. Nên hiểu rằng trong mỗi loại, mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Mano đoà rề ba ná, mano đoà ra quát chá ná, bằng chá bành nà xá, chá vá ná ta đà, lầm ba ná quá xề ná, sát tá sát thí tà ni ba quăng tí. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Eku na vi sát tí ba tí sằng thí ba quăng gá cù tí quá xề na đòa ra Ví mút tà ní. 19 loại tâm như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Tề su ba ná đùy bằng cha vinh nhà nà ní chề quá ma hắc gá tá lô cút tá rá cha quá nà ní chà tí chát tìm xá giá thà ra hằng ê ca đoà rí cá chít tà ní nà má. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ sông thức, nhưng loại động tốc thiền và siêu thế có một môn tùy trường hợp. Mano tha tút tích cần pa ná bằng cha đòa ri cần ba ý giới phát sanh do năm môn: su kha sằng tì ra ná vót tha pa ná ca mà quá cha ra quá cha quá nà ní cha đòa khí cá chít tà ní. Tâm quan sát liên hợp với tâm thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc thuộc dục giới phát sanh qua 6 môn:
upekha sahagata santirana mahavipakani chadvarikani che vadava vimuttani cha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahagata vipakani dvara vimutta nevati. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Ekadvari kacittani pañcadvari kani cha chadvarika vimuttang vimuttani cha sappattha chattim sati tatha tini ekattim sa yatha thak kamang. Dasthana quá thà chà tí bằng cha đòa cha thà pari đi ba về. Ba mươi sáu loại tâm phát sanh qua một môn, ba qua năm môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào. Tất cả có 5 đường lối được trình bày. Dạ, con đã trả bài xong rồi. Con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Nam mô Bích Tha Giá. Dạ con Nguyên Trang. Dạ trước hết con kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ kính chào chú Kinh. Dạ con kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cô Mách Ta, cô Trần Đạo đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con xin đọc bài ạ. Đoà ra sẵn gá hồ, toát yếu về môn. Đoà ra sẵn gá hề, đoà ra ni nà má. Chắc khu đoà rằng, sô ta đoà rằng, khà na đoà rằng. Chiều hà đoà rằng, cà giá đoà rằng, má nô đoà rằng. Chắc tí, chắc tí thà ni, phá hoành tí. Trong tóm lược về môn, có sáu loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát thát chắc khu mê quá, chắc khu đoà rằng, ta thà, sô ta đa dô, sô ta đoà ra đi ni, ma nô đoà rằng. Pa na pha hoàng gần, pa vut chát tí. Nơi đây, chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân. Như pha hoàng cá, được gọi là ý môn. Tát tha bành cha đòa ra vách chá ná, chắc khu quỳnh nhà ná, xăm bát tít chá ná. Sằng tì ra na, quốc tha ba na, cam mà quá cha ra, cha hoành na, cha hoa na, ta đà lầm, ba na quá xề na, cha chắc tà lì xa.
tà ni chắc khu đòa rề gia thà ra hằng u bách trầm tí. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh, tùy trường hợp, trong nhãn môn, ngũ môn hướng tâm, nhãn thức, tiếp thọ, suy đạt, xác định, động tốc thuộc dục giới, thập di. Ta thà bành cha đòa rào quách cha na, sô ta quỳnh nhà nà tí quá xề na, sô ta đòa ra đi su bi, cha chắc ta lì xề quá phá hoành tí. Cũng thế ấy, do nhĩ môn và các môn ấy và các môn khác, 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhị thức, vân vân. Sappatha pipan cha đoà rề cha tu pan nhà sachitta nikama vacharam eva tiwe di tappa ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Mano đoà rề bana mano đoà ra vachana bành cha bành nhà sachawana pada lầm bana wase na satta sat thi chitta ni pawanti. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Ê cù na quỳ sa tí bát tí sần tí pha hoàn gác chú tí qua xề na đòa ra quý mút tà ní. 19 loại tâm như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Tề su ba na quy bàn cha huỳnh nhà nà ni chề quá ma hắc ga ta lô cút ta ra cha quá nà ni chà tí chát tình sa gia thà ra hằng e ca đoà ri ca chít tà ni nà ma. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ song thức, những loại động tốc, thiền và siêu thế, có một môn tùy trường hợp. Mano tha tuất tí cần ba na bàn chát đòa ri cần. Ba ý giới phát sanh do năm môn. Sukha santi rana vottapana kama vacara cha vanani chadwa rikachitta ni. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. Upekkha sahagata sàn tì ra na ma hà quý bà cà ni cha đòa ri cà ni chề quá đòa ra quý mút tà ni cha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh, hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Ma hắc gát ta quý bà cà ni đòa ra quý mút tà
tê hoa tí. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Ê ca đoà rí ca chít tà ní. Bành cha đoà rí ca ní cha. Cha đoà rí ca quý mút tà ní. Quý mút tà ní cha sắp bát thà. Cha tình sắp tít bát thà tì ní. Ê ca tình xa gia hạ gia thắc ca mần đa sa thà na wa thà cha ti bành cha thà ba ri đi ba về. Ba mươi sáu loại tâm phát sanh qua một môn. 35 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có 5 đường lối được trình bày. Dạ con đã đọc xong. Dạ con kính cảm ơn thầy Kinh và cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống bếp ạ. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sang Khà Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính đảnh lễ sư trí đức, con kính lễ chư tôn đức tăng, con kính chào thầy kinh, dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh, con cảm ơn Xích Nguyên Trang đã cho con biết tín hiệu. Con xin phép được đọc bài. Đoà rát sàng gá hồ, toát yếu về môn. Đoà rát sàng gá hề, đoà rà ní, nà má chắc hút đoà rằng, sô ta đoà rằng, khà ná đoà rằng, triều hà đoà rằng, cà giá đoà rằng, má nô đoà rằng, chà tí chấp, bí thà ní, phá hoành tí. Trong tấm lược về môn, có sáu loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát tha chắc khu mê quá chắc khu đoà rằng, tát tha sô ta đá dù, sô ta đoà ra đi ní. Ma nô đoà rằng, pa na phá hoàng gần, pa quốc chá tí. Nơi đây, chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn, vân vân, nhưng phân gã được gọi là ý môn. Tát tha bành cha đoà ra quách cha ná, chắc khu quỳnh nhà ná, sàm bá tích cha ná, sàn tì ra ná, quách tha ba ná, ca mà quá cha ra, cha quá ná, ta đà làm ba ná quá xề ná, cha chắc tà lì xa chít tà ní, chắc khu đoà rề, gia thà ra hạng, ú bát trần tí. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh, tùy trường hợp, trong nhãn môn. A.
ngũ môn hướng tâm, B. Nhãn thức, C. Tiếp thọ, D. Suy đạt, E. Xác định, F. Động tốc thuộc dục giới, G. Thập di. Tát thà bành cha đoà ra quách cha ná, sô táo huỳnh nhà, nà đi qua xê ná, sô tá đoà ra đi su bí, cha chát tà lì xê, quá phá hoành tí. Cùng thế ấy, do nhĩ môn và các môn khác, 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn hướng tâm, nhĩ thức, vân vân. Sắp bát thà bí bành cha đoà rề cha tu bành nhà sa chít tà ni ca ma quá cha rành e hòa ti quê đi tắp bà ni. Nên hiểu biết rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Mano đoà rề panamano đoà ra quách cha ná bành cha bành nhà xá cha quá ná ta đà làm ba ná quá xề ná sát ta sát thí chít tà ní phá hoành tí. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. E cù ná quỳ sát tí ba tí sành thí phá hoành gá chú tí quá xề ná đòa rá quý mút tà ní. 19 loại tâm như tục sinh, hộ kiếp và tâm tử không có môn. Tề su pa ná đuý bành cha huỳnh nhà nà ní chề quá má hắc gá tá lô cút ta rá quá lô cút ta rá cháu quá nà ní chà tí chất tiền xa giá thả ra hằng ê cá đoà rí cá chí tà ni nà má. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn 36 loại tâm như ngũ song thức, những loại động tốc thiền và siêu thế có một môn tùy trường hợp. Mano tha tức tích càng ba ná bành cha đoà rí càng ba ý giới phát sanh do năm môn. Su khá sàn tì ra ná quát thả ba ná gà mà quá chá ra chá quá nà ní cha đoà rí cá chít tà ní. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tốc thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. Upekha sahagata santi rana maha vipa kani chadwa rikani che wadwa rawi mutta ni cha. Quan sát liên hợp với thọ xả và những tâm đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahagata vipa ka ni đoà ra quý mút tàn e hòa tí. Những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. E ka đoà ri ka chít tà ni bành cha đoà ri ka ni cha cha đoà ri ka quý mút tà ni quý mút tà ni cha sắp bát hà cha tình sa tí ta thà tì ni e ca tình sa gia thà gia ca mằng đa sa thà na wa thà cha tí bành cha thà pa ri đi pa dê. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua năm môn, 31 qua sáu môn, 10 qua sáu hoặc không qua môn nào. Chính hoàn toàn không qua môn nào, tất cả có năm đường lối được trình bày. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con có đọc sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ con cảm ơn cô Nhật Huỳnh.
Dạ con xin phép được xuống mic ạ. Dạ xà thủ kính cảm ơn cho Nguyễn. Nam mô Bích Tha Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cho Nguyễn, cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ Nam mô Bích Tha Dạ, ngày hôm qua Nhật Quỳnh thấy nãy giờ con không? Dạ Thích Thiên Vũ phải không? Phải Thích Thiên Vũ không? Ngày hôm qua hỏi để học duy diệu pháp, bây giờ có thể cầm mic để đọc bài được không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ Thiên Vũ, dạ có phải Thiên Vũ không? À, nếu phải thì thầy thiền hay là gì đó thì cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu để Nhật có thể gọi cho đúng, và có thể cầm mic không để đọc bài không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu luôn đi. Dạ Nam mô Bích Tha Dạ. Dạ vì cảm ơn. Dạ có phải là Thiên Vũ không? Dạ xin cho Nhật Quỳnh hỏi nam hay nữ, hoặc là tu sĩ hoặc là cư sĩ, để Nhật Quỳnh có thể gọi nhau thanh thiện hơn. À mời Chánh Tâm nữa. Dạ kính mời Chánh Tâm. Chánh Tâm phải không? Dạ nếu phải thì cho Nhật Quỳnh một tín hiệu và kính mời. Thì Nhật Quỳnh có bổn phận phát bài nên kính mời quý vị đọc trước. Dạ đọc trước rồi Nhật Quỳnh báo chót. Dạ kính mời đạo tràng. Dạ cảm ơn Thiên Vũ. Dạ dạ kính mời Chánh Tâm ạ. À. Nãy lúc nãy Nhật Quỳnh thấy Chánh Tâm không biết cầm mic nè. Bây giờ Chánh Tâm có thể cho đạo tràng biết Chánh Tâm đang dùng cái gì không? Laptop, iPhone hoặc iPad. Dạ có thể cho đạo tràng biết không, tại trong đạo tràng này cái gì cũng có hết nha. Dạ. iPad rồi laptop rồi điện thoại. Dạ thì cũng có người sử dụng hết nên Chánh Tâm có thể đưa lên đi. Dạ thì để đạo tràng chia sẻ để Chánh Tâm cầm mic nhà để đọc bài. Rất là hoan hỷ được đón tiếp những vị mới mới nha. Dạ. Nam mô Bích cho hẹn lần sau. Dạ được rồi không sao, vậy là theo yêu cầu của thầy kinh nha, Chánh Tâm hẹn lần sau nha. Dạ cha thú nhà Nhật Quỳnh rất là có những cái đích vào đạo tràng mới để học thì rất là hoan hỷ nha. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh xin phép được đọc bài, nhưng mà Nhật Quỳnh không bốt bài. Nhật Quỳnh đọc trong cái bản của Nhật Quỳnh. Tại vì nếu mà Nhật Quỳnh mà post bài ra nữa mà Nhật Quỳnh đọc á, thì chắc ăn ăn nhiều cái hộp dịch luôn á. Dạ. Dạ không có gì đâu. Bổn phận Nhật Quỳnh thấy quý vị mà vào đạo tràng càng đông thì càng mừng. Dạ có những cái nick mới rất là mừng. Dạ rồi có những cái nick cũ ở cái đạo tràng từ lâu cũng rất là hoan hỷ. Dạ lúc nãy nghe chị Meta nói về bệnh ở bên Úc, Nhật Quỳnh cũng nghe. Dạ nhưng mà giờ ở Mỹ này cũng chẳng có an toàn gì hết nha quý vị. Dạ bây giờ ngày nào chúng ta còn được họp mặt nơi đây thì ngày ấy là hạnh phúc nhất. Đến một ngày nào đó nếu mà vắng ai đó rồi thì giống như trời kêu ai nấy dạ rồi, không thể trào trúng tánh dù ở nước nào, văn minh cỡ nào thấy cũng đều có bệnh hết, nên chẳng biết sẽ tới mình lúc nào. Nên lúc nào đạo tràng chúng ta còn hợp nhau được, còn học hỏi được về những lời Phật dạy thì kính mong đạo tràng được cố gắng. Dạ nhục Quỳnh cũng hết mình luôn đó. Dạ. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh xin được đọc bài ạ. Đò ra sanh ga hồ tất yếu về môn. Đò ra sanh ga hề đò ra ni na ma chất khúc đò răng sơ tát đò răng kha nát đò răng chiều hà đò răng ca
Giác đòa rằng manot đò rằng trà tí chát vi thà ni pha hoàn tí. Trong tóm lược về môn có sáu loại là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Tát thát chát khúc mê qua chát khúc và rằng ta thà sợ ta đã dồ sợ tát đòa ra đi ni ma nốt đòa rằng ba na pha hoàn gần pha vút cha ti. Nơi đây chính con mắt là nhãn môn, tai là nhĩ môn vân, nhưng pháp quanh gá được gọi là ý môn. Ta thập bành chát đòa ra quá chân á chát khu quỳnh nhà ná sầm bát tích chân sàn tì ra ná vốt thập bát ná ca mà quá chân ra cha quá ná tắc đà lầm ba na quá xề ná cha chát tà lì xá chít tà ni chát khúc đòa rê gia thác ra hằng ấp bát chàn tí. Trong các loại tâm, 46 loại phát sanh tùy trường hợp trong nhãn môn. A. Ngũ môn hướng tâm. B. Nhãn thức. C. Tiếp thọ. D. Suy đạt. E. Xác định. F. Động tốc thuộc dục giới. G. Thập di. Ta thà bành chát hòa ra quá cha ná sờ ta quỳnh nhà nà đi qua về nà sờ ta đò ra đi xu bi cha cha ta lì xề quá pha hoàn ti. Cùng thế ấy, do nhĩ môn và các môn khác, 46 loại tâm phát sanh như ngũ môn, hướng tâm, nhị thức, vân vân. Sắp ba thà bi bành cha đò rề cha tu bàn nhà sa chít ta ni ca wa ca ma wa cha ra cha ran e wa ti về y tắc bà ni. Nên hiểu rằng trong mỗi lối vào ở năm cửa có 54 loại tâm thuộc dục giới. Manot đòa rề banamot hòa ra qua cha na bàn cha bàn nhà sa cha quan ta đà làm mana qua sề na sa sa thi chi ta ni pháp hoàn ti. Trong ý môn có 67 loại tâm phát sanh như ý môn hướng tâm, 55 động tốc và thập di. Ê cù na quỳ sa ti ti sàn thi pháp hoàn ga chu ti qua sề na đò ra quyết mua tà ni. 19 là tâm như tục sinh, hậu kiếp và tâm tự không có môn. Tề sư ba na đùy bành cho quỳnh nhà nà ni chề qua ma ha ga ta lờ quốc ta ra cha qua nà ni cha ti cha tình xa yát thà ra hằng ê ca đò ri ca chít tà ni nà ma. Trong những loại phát sanh xuyên qua các môn, 36 loại tâm như ngũ song thức, những loại động tốc, thiền và siêu thế, có một môn tùy trường hợp. Mano tha tuất ti căn banh nắp bành chát đò ri căn. Ba ý giới phát sanh do năm môn. Tức ca sanh tì ra na vot tháp ban na cà ma qua cha ra cha qua na cha đờ ri ca chít ta ni. Tâm quan sát liên hợp với thọ hỷ, tâm xác định và những động tác thuộc dục giới phát sanh qua sáu môn. Ê ba kha sa ha ga ta san ti ra na ma ha quyết ba ca ni cha đờ ri ca ni chề quách đờ ra quy mô tà ni cha.
quan sát liên hợp với thọ xả và nhẫn tâm, đại quả phát sanh hoặc qua sáu môn hoặc không qua môn nào. Mahat Gatavipa Kanik Dharavimut Tan Ewati, những tâm quả đáo đại phát sanh không do môn nào. Ekat Dharikacittani Banchat Dharika Nicha Chat Dharika Vimutta Ni Vimutta Ni Chasapatha Chat Tin Satitatha Tị Ni Ekat Tin Satyatha Yathat Kamang Đa Sát Tha Na Vát Tha Chà Ti Bàn Chá Tha Ba Đi Đi Ba Dê. 36 loại tâm phát sanh qua một môn, 3 qua 5 môn, 31 qua 6 môn, 10 qua 6 hoặc không qua môn nào, 9 hoàn toàn không qua môn nào. Tất cả có 5 đường lối được trình bày. Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bản chánh văn đã hết. Dạ, cảm ơn Quỳnh Kinh, cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, được 9 điểm này hay lắm rồi đó. Quỳnh tưởng tưởng không có được đâu, tại vì mắt Nhật Quỳnh bây giờ nó mờ rồi. Dạ, nhìn màn hình lâu rồi nó mờ rồi, đọc không có ra nữa. Dạ, bây giờ xin Quỳnh Kinh cho ý kiến. Dạ, bây giờ không theo Nhật Quỳnh thấy thì chắc không còn vị nào cầm mic. Bây giờ Nhật Quỳnh xin thay mặt Đạo Tràng, dạ, kính mời Quỳnh Kinh đăng đàn để buổi học hôm nay được tiếp tục ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Quỳnh Kinh. Rồi, sa thú, sa thú. Hôm nay bài này đọc lại ha, ôn lại từ trước. Và cũng mình cũng chưa học hết cái phần môn kỳ rồi, học cũng đã được cái phần nữa. Tuần sau là chúng ta sẽ bước qua một cái bài mới. Học thời gian chắc cũng phải ngưng rồi đi dòng lại một lần nữa ha, ôn lại hết tất cả các cái phần mà linh tinh này để cho nó rõ ràng hơn, càng thấm hơn ha. Thì như vừa rồi chúng ta đã học về cái bài môn này, là môn phối hợp, tức là chúng ta biết những môn, tức là cửa, là đoa đá, là cửa, tức là cửa mình ra đi vào ha. Thì trong cái bài học này cho ta biết có 6 loại môn, tức là 6 cửa. Từ rồi chúng ta cũng đã học hết ha, giờ nhắc sơ lại ha. Thì có 6 cửa là nhãn môn, chắc khu đoa răng, nhĩ môn, sô ta đoa răng, tỷ môn, kha na đoa răng, thiệt môn, chiêu ha đoa răng, thân môn, ca giá đoa răng, ý môn, mano đoa răng. Tức là 6 cái môn nó như vậy. Tức là qua 6 cái môn này thì nó có những cái loại tâm nó phát sanh lên, tùy theo môn. Những có loại tâm có phát sanh lên một môn, hai môn, ba môn, bốn môn, năm môn, sáu môn, vân vân, nó tùy theo. Thì chúng ta đã học về những cái tâm và những cái tâm sở nó khởi lên qua 6 môn này. Chẳng hạn như về nhãn môn, tức là cái cửa mắt mình, mắt mình thì học vô bài này thì mắt được kêu là cái cửa, là cửa nhãn, kêu là nhãn môn. Chắc khứu đoà răng thì đây là cái cửa để nó thâu bắt cảnh sắc từ bên ngoài vào. Thì khi mà cảnh sắc nó vào thì cái loại tâm nào nó sanh lên ở nhãn môn này thì chúng ta được biết là nhãn môn thì nó phát sanh như là nhãn thức sanh khởi, tức là học trong hai tâm nhãn thức phát sanh và những cái loại tâm đi theo sau đó. Như vừa rồi chúng ta đã học 44 tâm dục giới, 12 tâm bất thiện, 8 tâm vô nhân, cộng 24 tâm giới tình hảo gì đó. Thì chúng ta đã học qua tuần rồi, rất là hoan hỷ về tuần rồi quý vị đã nắm được bài, đã hiểu được từng loại môn và từng loại tâm nó đi qua những cái môn đó, như nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì đi qua những cái cửa, năm cửa của mình. Thì trong cái đời sống của mình thì năm cái môn này nó cũng giống như là nó thường sử dụng hàng ngày ha. Chúng ta nhắm mắt thôi, mở mắt ra là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là đều phải mở cửa. Một cảnh sắc vô, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Rồi chẳng những như vậy còn ý môn nữa. Ý môn là
ngoại trừ ngoài năm cái môn ra thì chúng ta còn có một cái bên trong nội phần, tức là ý môn, tức là thuộc về cái tâm hộ kiếp là bên trong. Thì như vậy nếu mà đóng hết năm cửa đó lại á, chẳng hạn như chúng ta cũng thấy cái hình mà con khỉ nó vẽ bịt mắt bịt tai bịt mũi bịt miệng này kia đó, bịt hết năm cửa đi nó cũng còn cái cửa ý, không thể nào trốn được khỏi đâu. Thì trong cái cửa ý chúng ta vừa rồi cũng học thì nó có phát sinh lên tới 67 loại tâm, chứ không phải là đơn giản như mình tưởng ha. Thì nó phát lên 67 loại tâm, là bất thiện cũng có, thiện cũng có, mà vô ký cũng có. Thì nó phát sinh lên tùy theo nhân tùy theo duyên nó phát sinh. Thì như vậy là chúng ta đã học sơ lược về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý môn. Rồi hôm nay là chúng ta sẽ bước vào một cái phần tiếp theo của cái bài học hôm nay. Không biết quý vị mới vô có nắm được ý này không ạ? Là nói về môn, cái cửa nó phát sinh, cái cửa mà để cho cảnh nó vô, tức là những cái bên ngoài đi vô rồi bên trong nó mình đi ra, là hai cái phối hợp lại giờ cái cửa này giống như là mình có cái cửa hay đó, nhà mình có cửa thì ở ngoài vô trong ra này cái nó thì đó được gọi là môn. Rồi nắm được ý là khá nha. Rồi bây giờ vô cái phần tiếp theo là tâm lương môn và không. Tiên vũ được luôn ha. Xa thứ quá, rất là xa thứ, sợ những cái bài nó vô sâu quá thì nó hơi khó chút xíu. Rồi tâm lương môn và không, tức là tâm lương ở môn tức là lương ở cửa, và không tức là không có lương, không lương cửa nào. Là mình học về bài tiếp theo. Phân loại có năm. Loại có năm. Một, nhất môn, hai chấm. Nhất môn là một môn á, một cửa. Nhất môn, hai chấm. Có 36 hoặc 68 tâm. Có 36 hoặc 68 tâm. Mở ngoặc, mở ngoặc ngũ song thức, phải 18 tâm động tốc đáo đại, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Đóng ngoặc, ngũ song thức, 18 tâm động tốc đáo đại, và 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Đó là nếu mà tính 8 tâm siêu thế thì chúng ta có 36, nhưng mà nếu tính 40 tâm siêu thế luôn, tính tròn hết thì mình có 68 tâm. Thì trong cái phần thứ nhất này là nhất môn, tức là một môn, một cái cửa, thì nó có được 36 hoặc 68 tâm nó đi xuyên qua, chỉ với một cửa thôi. Bây giờ lấy cái ngũ song thức ra. Ngũ song thức là gì quý vị? Ngũ song thức, nhắc lại nhớ không, nói lại đi. Đủ sân thức, viết rõ ra chứ đâu nói tâm vô nhân được. Đủ sân thức là phải tâm vô nhân, nó nằm trong tâm vô nhân thì đúng, nhưng mà nó đủ sân thức là gì? Đủ sân gì vậy? Nhãn nho gì luôn. Nhãn, nhãn. Rồi đúng rồi, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Nhưng mà tại sao kêu là ngũ song, tại sao kêu là ngũ song thức? Đúng rồi, năm cặp tức là nó thiện và bất thiện, nhãn thức thọ xả quả bất thiện vô nhân. Rồi con cái là nhãn thức thọ xả quả thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân, nhĩ thức thọ xả quả thiện vô nhân, thì nó đi cặp vậy đó. Thì như vậy người ta gom lại cái đó tôi kêu là ngũ song thức, tức là 10 cái tâm gom lại là còn 5, tức là song là đôi, thì mình còn 5, tức là kêu là ngũ song thức. Thì tại sao ngũ song thức
10 cái tâm này nè, 10 cái, 10 cái tâm này nè, 10 cái thức này, tại sao nó chỉ có đi có một có đi qua một môn thôi. Vậy không? Ví dụ như giờ nhãn thức nó qua được bao nhiêu môn, nó qua được bao nhiêu cửa, nó qua cửa mắt không, qua cửa mắt không, có ha, nó có qua cửa tai không, không, nó có qua cửa mũi không, không, không. Ok, thì như vậy chúng ta thấy rằng một một cái trong năm, trong một cái trong 10 cái thức này nè, mỗi một cái nó chỉ qua được một cửa thôi. Nhãn thức qua cửa cửa nhãn, nhĩ thức thì qua cửa nhĩ, tỷ thức qua cửa tỷ, thiệt thức qua lưỡi, thân thức qua thân. À, thì như vậy ngũ sân thức này mỗi một thức là mỗi một cặp thức nó chỉ qua được một môn, tức là qua cái môn của nó, cái môn chính nó thôi, à, chứ nó không thể qua những cái môn khác. Thì như vậy chúng ta nên hiểu được cái vấn đề này. À, khi mà cái thức nó sanh lên đó, nhãn thức nhĩ thức nó chỉ qua được có một cái môn thôi, chứ nó không thể qua những cái môn khác. Như vậy cái tâm nhãn thức nó chỉ biết nương qua cái nhãn môn để mà thấy được cảnh sắc. À, như vậy là bởi bởi vì lý do đó mới được gọi là nó chỉ qua được có một môn. À, nắm được hết chứ quý vị, cho biết cho các bạn đây được ha, Trang ok, mấy tao ok rồi, xà thú ha, rồi. Vậy mới quan hỷ được ha, nói tới đâu mình hiểu tới đó mới thấy đã trong giáo pháp mới tới quan hỷ được ha. Rồi bây giờ tiếp theo 18 tâm động tốc đáo đại, 18 tâm động tốc đáo đại. Mười tám năm mười mười tám tâm động tốc đại là những tâm nào, là quý vị ghi ra coi. 18 tâm động tốc nha, tâm làm việc động tốc nha. 18 tâm động tốc đáo đại là những tâm nào? Nhớ không? Quên hết rồi. Sắc giới rồi, sắc giới, xa thú, đúng rồi. Rồi. Nhưng mà 18 là cái nào đâu? Kể coi. 18 là 5 5 thiện sắc giới. Nhắc trước một cái nha, 5 thiện sắc giới. Rồi, tiếp theo là gì nữa? 5 thiện sắc giới, làm công việc động tốc ha. 5 thiện sắc giới. Tiếp tiếp trật, năm quả trật ha, năm quả trật, tâm quả đâu có làm động tác được, tâm quả nó chơi, nó không có làm gì động tác, nó là quả mà sao làm động tác được, mà sao tạo nghiệp được gì, si tắc có gì viết lộn với lại năm di tác, đúng rồi, năm di tác sắc giới nó làm việc động tác được. Ừ. Là năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới là 10. Rồi bây giờ bên vô sắc thì những cái nào? Bên tâm vô sắc thì bốn thiện gì bốn thiện vô sắc, bốn thiện vô sắc giới, đúng rồi, rồi gì nữa? Bốn thiện vô sắc giới. Rồi, xa thú, còn gì nữa không? Bốn di tác vô sắc giới, đúng rồi, xa thú. Vậy như vậy là chúng ta có ghi ra, chúng ta có được năm thiện sắc giới, năm di tác sắc giới, bốn thiện vô sắc giới và bốn di tác vô sắc giới, tổng cộng là 18 tâm làm việc động tốc thuộc về đáo đại đi qua một môn.
Rồi, tại sao đi qua Hóc Môn? Cái gì? Nó có qua được mắt không? Nó qua được cửa cửa nhãn không? Nhớ là tâm đáo đại là tâm thiền nha. Nó có qua cửa mắt không? Có qua cửa mũi, cửa tai, cửa lưỡi, cửa thân không? Xà thú, đúng là vị đàn, đúng xà thú, tức là nó không thể là qua năm cái cửa kia. Cái cửa kia nó chỉ là bắt cảnh ngoại thôi, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, vị xúc. Còn tâm thiền, tâm đáo đại là tâm thiền như chánh tâm, đúng đó, đúng là qua được, nó chỉ qua cái cửa ý thôi, tức là qua ý môn. À, cho nên khi người thiền hay là đắc những cái bằng siêu thế đó thì nó chỉ qua ý môn, qua một cửa, cho nên nó được xếp vào trong ý môn. Nó chỉ qua một cửa là nhất môn. Rồi tiếp theo là 8 hoặc 40 tâm siêu thế. Bây giờ mình lấy 8 thôi. 8 siêu thế là gì? Tám siêu thế là gì quý vị? Bốn đạo bốn quả, xà thú, xà thú, tam đạo tam quả. Rồi bốn đạo bốn quả thì bốn đạo bốn quả là 8 siêu thế. À, nhưng mà nếu mà nhân cho 5 cái tầng thiền thành ra là 40, thì là như vậy. Thì như vậy 8 tâm siêu thế này, bốn đạo bốn quả này nó cũng qua có một môn, tức là ý môn. À, thì như vậy những cái tâm thiền và tâm siêu thế thì bắt buộc chỉ có một môn thôi, là thuộc về ý môn, chứ nó không có thể qua những cái kia. À, và ngũ sanh thức cũng một môn, là thuộc về nhất môn. Thì những cái này, những cái loại tâm này được xếp vào trong một cái nhóm đầu tiên là nhất môn, tức là một môn, một cửa. À, nhắc lại, ngũ sanh thức qua một cửa của chính nó, ví dụ nhãn thức thì qua cửa nhãn, nhĩ thức qua cửa nhĩ, vân 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 ha. Rồi 18 tâm đáo đại, động tác đáo đại, năm thiện, năm di tác, bốn vô sắc, bốn bốn vô sắc thiện, bốn vô sắc di tác, là 18 động tác đáo đại, cũng qua một môn, là ý môn. Rồi tâm siêu thế, 8 tâm hoặc 40 tâm siêu thế cũng qua ý môn. Thì như vậy được tất cả những cái loại tâm này, 36 và 68 tâm này được xếp vô nhất môn. Nắm được chưa? Gì nắm chắc là chưa? Nắm chắc là à, xà thú á. Nguyên Trang dạo này giỏi quá ta, Nguyên Trang hết sảy luôn. Cho Nguyên Trang thêm thêm điểm, thêm 10 điểm nữa. Nguyên Trang giỏi quá, Trang dạo này số số 1. Rồi ha, xong cái một, xong cái nhất môn ha. Rồi số 2 ngũ môn, số 2 là ngũ môn. Ngũ môn tức là năm môn á, thì bây giờ có bao nhiêu loại tâm nó đi qua năm môn? Năm môn tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì đó là ngũ môn. Năm môn ha, năm môn thì gồm có năm năm môn đó ha. Thì hai chấm nó có ba tâm, có ba tâm. Mở ngoặc, có ba tâm mở ngoặc, hai tâm tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn bằng ba ý giới. Hai tâm tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn bằng ba ý giới. Đóng mặt lại. Năm tiếp theo một cái bằng bảy giây. Rồi tức là năm cái môn này á, nó có ba cái tâm có thể đi qua được tất cả năm môn này. Thứ nhất là hai tâm, thứ nhất là kháng ngũ môn đi, mình lấy cái kháng ngũ môn là một đi. Thứ nhất là kháng ngũ môn, kháng ngũ môn là tâm hướng về một trong năm cửa, tức là hễ mà cảnh sắc nó vô con mắt thì cái tâm kháng ngũ môn này nó sanh lên, nó nương lên cái cửa nhãn,
nó nương đây là nhãn môn. Nếu mà cảnh thinh thì kháng ngũ môn này nó nương nơi lỗ tai, nương nơi nhĩ môn. Nếu mà cảnh khí thì cái kháng ngũ môn này nó nương nơi tỷ môn. Nếu mà cảnh vị thì cái kháng ngũ môn này nó nương nơi thiệt môn. Nếu mà cảnh xúc thì kháng ngũ môn nó nương nơi thần môn. Thì như vậy tâm kháng ngũ môn này nó có thể đi qua năm cửa luôn. Còn cái ngũ sân thức nó chỉ đi qua một cửa thôi, nhưng mà kháng ngũ môn thì nó đi qua năm cửa. Bất cứ cửa nào, đến cảnh nào, đến cửa nào nó đều có mặt, nó đều có thể đi tới đó được hết. Thì như vậy kháng ngũ môn qua được năm môn tất cả. Có gì hiểu không? Nắm được đây không ạ? Alo, các vị đây. Nắm được không? Ok, rồi. Xa thôi, xa thôi. Rồi, kháng ngũ môn xong rồi, bây giờ tới hai tâm tiếp thâu nè. Là tiếp thâu thọ xả quả bất thiện vô nhân, tiếp thâu thọ xả bất thiện vô nhân, hai tâm tiếp thâu này nè. Thì khi bất kỳ một cảnh nào sanh lên đó, thì kháng ngũ môn nó sanh lên, nó hướng về cái cửa đó, rồi mới tới là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thân thức sanh lên, rồi sau đó tiếp thâu sanh lên cũng nương qua cửa đó. Nhưng mà tiếp thâu này nó có thể nương cả năm cửa. Hễ mà cảnh sắc thì tiếp thâu nó tiếp thâu cảnh sắc, cảnh thinh nó tiếp thâu cảnh thinh, cảnh khí nó tiếp thâu cảnh khí, cảnh vị nó tiếp thâu cảnh vị, cảnh xúc nó tiếp thâu cảnh xúc. Thì kết luận hai tâm tiếp thâu có khả năng đi qua cả đủ năm môn, cộng với kháng ngũ môn. Thì như vậy chúng ta có ba tâm đi qua năm môn. Quý vị hiểu không ạ? Alo, nắm được không? Được không? Rồi, xà thú dễ quá ha. Hai tâm tiếp thâu với kháng ngũ môn nó có thể đi qua năm môn. Cho nên chúng ta có được hai tâm tiếp thâu lương cả năm môn, đi qua năm môn. Xà thú xin được bình ha, xà thú. Rồi ha, thì như vậy để lặp lại lần nữa, ngũ môn có được ba tâm đi qua là hai tâm tiếp thâu nó có thể đi qua một trong năm môn, bất kỳ cảnh nào tới. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh thương, cảnh vị, cảnh xúc, giờ hai tâm tiếp thâu này nó cũng làm được cái phận sự của nó, đi qua năm môn này để nó tiếp thu cảnh. Rồi kháng ngũ môn là đối kháng cảnh, là một trong năm môn, mà bất kỳ cảnh nào tới nó cũng sanh lên để nó hướng về cái cảnh đó, thì nó lên được gọi là kháng ngũ môn. Thì vì vậy hai cái tiếp thâu cộng một kháng ngũ môn là ba, ba cái này gom lại được gọi là ba ý giới. Gom lại là ba ý giới. Nhưng mà để ý cái chữ này nha, ba nó thuộc về ba ý giới, tức là nó có cái tâm tâm nó có cái giới hạn ở trong cái ngũ môn thôi, tức là nó không có đi qua ý môn được, cho nên được gọi là ba ý giới. Còn ngoài ba ý giới ra là những cái khác lệ thuộc về ý thức giới, nó khác nha. Thì mình để ý xíu, thì đây là thuộc về ba ý giới, tức là hai tiếp thâu cộng một cái ngũ môn được gọi là ba ý giới, nó có thể đi qua năm môn. Ok không? Đúng rồi, là cảnh ngoài thôi. Xa thú. Nắm được không? Rồi, tiếp tới là số 3. Lục môn. Giờ tới lục môn nè, lục mạch thần kiếm. Mình thấy là lục môn. Xí Trần Đạo nắm hết đâu? Xí Trần Đạo nắm hết, Xí Trần Đạo ơi. Quý vị có nắm không? Alo. Bây giờ mình vô lục môn tiếp ha, đi tiếp ha. Lục môn là 6 môn. 6 môn. Bây giờ 6 môn có 31 tâm. Đi qua 6 môn thì lục môn nó có 31 tâm. Tâm. Mở ngoặc. 12 tâm bất thiện. Cộng quan sát thọ hỷ, cộng một quan sát thọ hỷ, cộng một kháng ý môn, 12 tâm bất thiện, cộng một quan sát thọ hỷ, cộng một kháng ý môn, cộng một ưng cúng vi tiếu, cộng một ưng cúng vi tiếu,
cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo cộng 8 duy tác dục giới tịnh hảo. Rồi lặp lại nha, 12 tâm bất thiện cộng 1 quan sát thọ hỷ cộng 1 kháng ý môn cộng 1 ưng cúng vi tiếu cộng 8 thiện dục giới tịnh hảo cộng 8 duy tác dục giới tịnh hảo. Đó là 31 tâm. Đúng giờ đúng 31 không? 12, 14, 15, 15 với lại 16, 31 đúng rồi ha. Rồi, như vậy là 31 cái loại tâm này nó có khả năng nó đi qua cả 6 môn luôn. Tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý môn. À, 31 tâm này nó qua được hết. Rồi, bây giờ mình lôi ra trước cái thằng 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này nó có đi qua được nhãn môn không quý vị? Tham sân si nó có thể đi qua được nhãn môn không? Alo. Yes. Yes, xà đâu, xà đâu ha. À, thấy cảnh sắc đẹp là tham sân ha. Thấy cảnh xấu là tâm sân nó sân. À, thấy cái gì nghi nghi ngờ ngờ là tâm si hoài nghi nó sân. À, thì đây là 12 tâm bất thiện có khả năng đi qua 6 môn. Thứ nhất là qua nhãn môn là nó qua được không? Nhĩ môn, hãy nhãn môn được thì nhĩ môn được, tỷ môn được, thiệt môn, thân môn được và ý môn. Ý môn được cái gì? Ý môn, rồi ý môn. Ý môn sao không? Chứ sao chánh tâm nó không? Bây giờ trong đầu mình khởi lên hình ảnh nào đó, hình dự chánh tâm thấy hình ảnh ai đó cái mình ở mình luyến ái hoặc là mình thấy tô phở trong đầu mình, trong đầu mình nhớ thèm ăn phở quá, cảnh tâm phở, tô phở hiện lên thì tâm tham sanh được chứ sao không được. À thì như vậy ý môn nó vẫn qua được luôn. Thì 12 tâm bất thiện qua được luôn cả ý môn. À, thấy phở nhớ phở rồi bị xào giòn hay là mì mì gì mì ở tàu, mì tàu ở chợ ở đâu quên rồi, Tân Định hả? Đó, ngồi nhớ nãy ngồi nói tới đó ngồi nhớ cái tầm tham sành. Vì tàu cho Tân Định ngon lắm, vì không biết ở Việt Nam còn ăn không, tôi về hay lâu lâu hay ghé ra ăn lắm. Mì tàu cái sợi mì lớn ha, mì lớn có bánh tôm giòn ha. À, ngon mì tàu ngon ghê. À, thì muốn vợ chơi rồi hả? Sao chê rồi ngon mà sao chê? Cái gì ở đâu mà ngon, ngay Việt Nam cũng đâu mà ngon. Rồi vậy để đi, giờ nào về bắt cho Nguyễn thì liền nhóm đi ăn hết. Rồi như vậy là 12 tâm bất thiện đi qua được cả 6 môn. Ok. Rồi quan sát thọ hỷ, một quan sát thọ hỷ đi qua cả 6 môn. À thì quan sát thọ hỷ này khi mà thấy cảnh tốt thì tâm quan sát thọ hỷ nó sanh, đúng không? Có sự cái sự quan sát và hỷ nó sanh. À, thì nó qua được là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ngay cả trong ý môn. Ý môn nó không làm việc quan sát nữa mà nó làm việc mót, nó làm việc hướng hướng cảnh dư làng, hay nó làm việc mót hoặc làm việc là thuộc về hộ kiếp khách, vân vân. Thì cái đó mình làm sao thì mình biết là một quan sát thọ hỷ nó qua được luôn cả 6 môn. À, rồi tiếp tới là kháng ý môn, một kháng ý môn, tâm kháng ý môn đó làm trong tâm vô nhân ha, nhớ ha, một kháng ý môn. Kháng ý môn này nó qua được cửa nhãn không có gì? Yes. À, kháng ý môn qua được cửa nhãn rồi, đúng như vậy ha, xa thú là kháng y môn qua cửa năm cửa đó, cửa nhãn, cửa nhĩ, cửa tỷ, cửa thiệt, cửa thân. Thì kháng y môn này làm việc gì? Làm việc gì quý vị? Quên hết rồi.
Hai câu tự nhiên mới ra rồi. Một kháng nghi môn làm việc xác định cảnh, hết rồi. Kháng nghi môn làm việc xác định là khi một cảnh nó vô, ví dụ như cảnh sắc vô thì kháng ngũ môn sanh lên hướng về cảnh sắc, rồi nhãn thức sanh, rồi mới tiếp thu, rồi quan sát, rồi mới xác định cảnh đó là kháng ý môn, làm bằng sự là xác định cảnh. Đấy chưa, nắm nắm được chưa, nắm chắc là cái này nha, để tôi học cốt về về sau nữa cái lộn xà cầu. Rồi thì như vậy kháng ý môn mà nó đi qua năm môn á, thì nó làm bằng sự là xác định cảnh. Nhưng mà về ý môn thì nó làm phận sự cũng là xác định cảnh, nhưng mà nó thuộc về lộ ý, nó mở đường cho là cái động tác ý môn nó phát sanh, động tác về về mà dục giới nó phát sanh. Thì như vậy kháng ý môn có thể qua được nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và luôn cả ý môn. Thì như vậy nó qua được cả 6 môn. Đó được chưa? Anh được chưa? Xin cho biết đi. Rồi ha, xa thú ha, xa thú, xa thú, xa thú. Rồi ha, mình qua được hai ba cái ha, 12 tâm bất thiện qua 6 nè, quan sát thọ hỷ qua 6 nè, kháng nghi môn qua được cái 6 luôn, dễ quá ha. Rồi tới ưng cúng vi tiếu, là tâm làm việc mỉm cười của một bậc a la hán, được 6 gì? Qua được luôn, xà thú qua được luôn ha. Như vậy là ưng cúng vi tiếu là thấy nghe gì đó vân vân, qua luôn cả lộ ý luôn. Thì như vậy là ưng cúng vi tiếu qua được cả 6 luôn. Rồi tới 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, cái này nó có qua được nhãn môn không quý vị? Khởi lên tâm thiện hợp, hợp trí rồi tâm thiện ly trí rồi có luôn. Ok đúng rồi, xa đúng có luôn ha. Như vậy 8 tâm thiện dục giới qua luôn là 6 luôn, lộ ngũ cũng có mà ý cũng có, thì như vậy nó qua được 6. Rồi 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo được không? 8 tâm di tác dục giới tịnh hảo được luôn. Rồi xa thú giỏi quá ha, vậy nắm vi pháp dễ dàng ha. Rồi như vậy lục môn chúng ta gom lại là mình có 31 tâm, 12 tâm bất thiện qua được 6, quan sát thọ hỷ qua được 6, kháng nghi môn qua được 6, ưng cúng vi tiếu qua được 6, 8 thiện dục giới tịnh hảo qua được 6, 8 di tác dục giới tịnh hảo cũng qua được 6 luôn. Thì như vậy tổng cộng chúng ta có 31 tâm đi xuyên qua 6. Ok, được chưa? Được chưa? Tiếp tục không? Tiếp tục không? Tiếp tục nha. Rồi, tới số 4. Lục môn và không môn. Lục môn và không môn. Lục môn và không môn. Có 10 tâm. Có 10 tâm. Mở ngoặc. Hai tâm quan sát thọ xả, cộng 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Hai tâm quan sát thọ xả cộng 8 tâm dục giới tịnh hảo, 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì rõ ràng. Hai tâm quan sát thọ xả cộng 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi, như vậy là 10 cái tâm này nó có thể đi qua 6 cũng có, mà không có môn nào cũng có. Tại sao? Như nãy chúng ta đọc Pali thấy là qua 6 qua không môn, chúng ta đọc này như nãy vậy đó. Bây giờ chúng ta mổ xẻ ra vấn đề. Thì lục môn và không môn có 10 cái tâm nó đi qua. 10 tâm là hai tâm quan sát thọ xả. Thì hai tâm quan sát thọ xả này đó,
Nó qua năm môn quý vị. Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Qua năm môn không? Qua luôn ha. Đúng rồi, thì có cảnh sắc tới cảnh thinh, tới cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, thì tiếp thu rồi quan sát thì đương nhiên nó phải qua luôn năm môn, hai cái tâm quan sát là qua được năm môn rồi. Ý môn thì hai cái tâm quan sát này nó thật đúng đó, nó không thể qua ý môn, bởi vì nó chỉ là quan sát cảnh thuộc về cảnh ngoài vô, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc, thì hai tâm quan sát này nó làm việc nương qua năm môn. Nhưng mà tại sao đây kêu là sáu môn? Bởi vì hai tâm quan sát này nó có nhiệm vụ, nó cái phận sự, nó có khả năng làm một cái việc khác nữa, tức là việc thập di hay là mót, tức là nó hưởng mót lại khi mà cái tâm mà động tác nó phát sanh bảy cái sanh ra động tác mà anh chưa hưởng được trọn vẹn cảnh đó, thì cái tâm quan sát này nó mới nhảy vô nó làm phận sự và nó hưởng dư cảnh tàn của động tác. Vì như vậy cho nên hai cái tâm quan sát này khi nó làm việc mót thì nó có thể nương thêm một môn nữa, ngoài trừ năm môn đó, mà nó có thể nương thêm môn nữa là môn thứ sáu là thuộc về ý môn. Nếu mà cảnh ý mà thuộc về cảnh tốt đẹp quá, quá tốt, quá đẹp, quá lớn thì cái động tốc nó sẽ sanh lên mà chưa chưa được đủ 17 sanh tâm nữa, thì hai cái tâm quan sát này nó có thể sanh lên, nó làm việc mót, nó việc tập di, việc mót, làm hưởng hưởng cảnh dư tàn, nó kêu là hưởng cảnh dư tàn. Thì như vậy cho nên lý do đó hai tâm quan sát này vừa làm việc nương qua năm môn và thêm một môn ý môn nữa là làm việc mót, là cho nên nó nương qua được sáu môn. Bây giờ nắm được chưa? Hai tâm quan sát vừa làm việc quan sát vừa làm việc mót là nó nương qua sáu môn. Cộng một môn môn là một môn ý môn á, thì mình ghi là quan sát thọ xả, ghi đi ghi ra gầu để cho nó dễ hiểu không. Hai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát thập di thì nương qua sáu môn. Vòng gạch vòng cái gì đi. Hai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát thập di, thập di là mót á, thập di thì nương theo sáu môn. Ủa sao không ghi ra bị rớt mạng hả? Nghe lại chưa, nghe lại chưa, ai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát tập di thì nương theo sáu môn. Rồi xuống dòng gạch thêm cái đoạn nữa. Nhưng khi làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử thì không nương theo môn nào cả. Chấm. Nhưng khi làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử thì không nương theo môn nào cả. Tức là mình đang bàn luận về hai cái tâm quan sát làm việc đi qua sáu môn và không môn. Tại sao là vừa sáu môn mà lại vừa không môn? Tức là khi mà hai tâm quan sát thọ xả này nó làm việc quan sát cảnh thì nó sẽ đi qua được sáu môn, bởi vì nó vừa làm việc quan sát mà nó vừa làm việc thập di, làm việc mót thì nó qua được cả sáu môn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng hai tâm quan sát này nó qua được cả sáu môn, nhưng mà nó sẽ không qua môn nào, tức là không môn nào nữa khi nó làm việc tục sinh, hậu kiếp và tử thì nó không nương theo môn nào cả. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái tâm đó, cái tâm quan sát này nó làm việc tục sinh đó, thì chính nó là môn,
À, tục sinh nó là thuộc về tâm khổ kiếp, cái tâm mà tục sinh xong rồi tâm này nó làm việc khổ kiếp và nó làm việc tử luôn. Thì ba cái này là chính cái bản thân của nó là cửa, chính bản thân nó là môn, thì không có qua môn nào nữa hết. Cái gì lắm được chưa? Bởi vì nó giống như nó là cái cửa rồi thì nó đâu còn nương cửa nào nữa. À, cho nên tục sinh hậu kiếp tử nó là thuộc về ý môn, à, nó thuộc về tâm hậu kiếp, à, cho nên nó không nương theo môn nào hết. Chính bản thân nó là môn thì nó không nương theo cả nữa. Cho nên khi làm việc sinh hậu kiếp tử thì nó không nương theo môn nào cả. Chấm. Rồi, nắm được cái này không ạ? À, alo. Lại không? Và hai tâm quan sát nè, nó có thể nương qua sáu môn và không có nương môn nào hết. Thứ nhất là nếu mà nương qua sáu môn thì nó làm phận sự là quan sát và thập di. Khi nó làm phận sự quan sát và thập di á, thì nó nương được sáu môn: nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn và ý môn. Nếu mà làm việc quan sát thì nó nương qua năm môn, nếu nó làm việc thập di thì nó nương theo cái ý môn nữa. Thì như vậy hai quan sát thọ xả khi làm việc quan sát thập di thì nương được cả sáu môn rồi. Không môn là sao? Rồi khi nó làm việc tục sinh, khi quan sát thọ xả làm việc tục sinh, hãy tục sinh tâm nào hậu kiếp tâm đó và tử cũng tâm đó luôn. Thì như vậy khi nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử thì chính nó là môn, chính bản thân nó là môn thì nó không có nương theo môn nào. Bởi vậy hai tâm quan sát này vừa nương sáu môn mà vừa không có nương môn nào hết, là ý nghĩa như vậy. Cái gì lắm được không? Alo. Giống như nếu mà nó làm phận sự đó là thì nó nương được sáu môn, nhưng mà nếu nó làm phận sự tục sinh hoặc kiếp tử thì nó không nương nào đó, tại vì nó là môn rồi thì nó không có nương môn nào. À, giống như nó là cái cửa rồi thì nó đâu có nương môn nào nữa, đúng rồi chưa? Dễ ha, dễ ợt ha, nó có gì khó. Mới đầu mình học mình thấy hơi rắc rối một xíu, gì mà nước lục môn, gì mà không môn. Thì mình mới thấy là khi nó làm phận sự như vậy á thì nó sẽ lương sáu môn, còn nếu nó làm phận sự khác á, thì nó không có lương môn nào. Thì mình cứ cho dễ nó dễ, à mình nói nó dễ ợt cho nó dễ ợt. À, thì lặp lại nha, lặp lại thì hai cái tâm quan sát thọ xả nè, à, một là quan sát thọ xả quả thiện, hai là tâm sân quan sát thọ xả quả bất thiện. Hai cái tâm quan sát thọ xả này khi mà nó làm một cái phận sự quan sát và thập di nó là mót á, thì nó lương được cả sáu môn, tức là nhãn nhị thân và ý môn, nó lương được hết luôn. Nhưng mà khi nó ở trong cái tình huống mà nó làm phận sự tục sinh hoặc nó làm hậu kiếp, à, hoặc là nó tử, à, thì nó không lương môn nào hết, bởi chính nó là môn, nó là cửa, à, nó không có lương môn nào hết. Vậy đó là, à, chúng ta lôi được hai cái tầm quan sát ra ha, ở cái phần lục môn và không môn. Rồi bây giờ tám tâm quả dục giới tịnh hảo, tại sao nó lại lương được sáu môn và không môn luôn? Cái dòng đánh gạch đầu dòng cái đi, ghi ra luôn cho nó rõ ràng không. Rồi dòng tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi làm việc thập di mót thì nương theo sáu môn. Dòng cái tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi làm việc thập di mót thì nương theo sáu môn. Đi đây ghi chưa? Alo. Thập di mà mót, thập di là mót á, thập di là mở ngoặc mót á, thì mình ghi vậy nhớ đóng ngoặc lại nha. Tám tâm quả dục giới tịnh hảo khi làm việc thập di mót thì nương theo sáu môn. Xuống dòng. Khi là hậu kiếp và tử thì chẳng nương môn nào. Xuống dòng. Khi làm việc tục sinh hậu kiếp và tử thì chẳng nương môn nào.
À thì đó, thì trong cái tám tâm quả dục như này à, mình lôi ra được nó có hai vấn đề: tâm quả dục giới tình hảo này, tám tâm quả này á, khi mà nó làm cái phận sự là tập di hay là phận sự mót, tức là nó mót cảnh á, à, giống hàng chẳng hạn như bây giờ nếu nói về cảnh 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 ngũ đi, tức là năm cảnh sắc thinh hương vị xúc nha, nói về năm đó với nhau. Bây giờ cảnh sắc, ví dụ gặp cảnh sắc đẹp quá, ví dụ như à, trong đây ai đó anh nào đó anh ra mới đứng nhìn thấy cô nào như, thì khi thấy cái tâm giống như chấn động mạnh quá, à, nó chấn động làm cho đứng hình luôn không, thì lúc đó cái bảy cái sát na động tốc đó, nó sanh lên rồi nó chưa hưởng được hết cái cảnh đó nữa, thì nó phải thêm hai cái thập duyên, mà hai cái thập duyên này là thuộc về tâm quả dục giới tình hảo, bởi tâm quả làm phận sự là à, tục sinh à, hộ kiếp tử đó, thì những cái tâm này nó có khả năng nó làm thêm được cái thập duyên nữa à, khi nó làm việc hưởng mót lại cái cảnh sắc thì nó qua được nhãn môn à, vì bắt qua cảnh sắc quá đẹp, hoặc là nó nghe một cái âm thanh gì đó quá lớn quá đẹp quá hoặc là quá to, thì cái tâm quan sát tâm ê tâm quả dục giới tình hảo này nó cũng làm tinh à, cũng dường thế đó, cảnh khí cảnh vị cảnh xúc năm cảnh đó nó làm việc mót thì nó qua được năm cái cửa đó không? Cửa mắt, cửa tai, cửa mũi, cửa lưỡi, cửa thân. Nếu cảnh quá lớn, cảnh quá đột ngột không? Thì như vậy nó qua được cảnh đó. Rồi trong ý môn cũng vậy à, trong cảnh ý trong đầu cũng vậy, nó khởi lên những cái gì đó quá quá tầm quá sức à, trong tâm mình ha, thì nó cũng qua được ý môn. Thì như vậy tám tâm quả dục giới tình hảo làm việc mót thì nó mới qua được sáu môn à, nó làm việc mót nó qua được sáu môn. Còn khi nó làm việc tục sinh hoặc kiếp tử thì bản thân nó là môn, thì nó chẳng có đường môn nào, bởi vì tâm quả dục giới tình hảo này cho tục sinh làm cái tâm làm việc tục sinh à, cho người đi tục sinh à, ví dụ tục sinh làm một vị một người nhị nhân người tam nhân, tâm quả nhị nhân tâm quả tam nhân đó, tục sinh người nhị nhân người tam nhân à, sanh làm người tiên vân vân à, thì như vậy nó là vừa làm việc tục sinh hoặc kiếp tử thì nó chẳng có nương môn nào hết, bởi vì chính bản thân nó là môn. Nhưng mà khi nó làm ở phận sự ở cái giai đoạn mà hưởng mót hưởng cảnh mót thì nó có thể qua được cả sáu môn, nhãn môn cũng được, nhĩ môn cũng được, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, ý môn được hết. Thì kết luận lại tám tâm quả dục giới tình hảo, tâm quả nè, nhớ cái tâm quả nè, tám tâm quả dục giới tình hảo khi làm việc mót thì nương được cả sáu môn, còn khi nó ở trạng thái làm việc tục sinh hoặc là hộ kiếp tử thì nó chẳng có nương môn nào hết, bởi vì bản thân nó là môn. À, nắm được chưa? Được không? À, dễ không? Dễ không? Nó bị khó không? Thì hiểu được còn thấy nó đơn giản không? Có gì không? Rồi, tới số 5. Số 5 là vô môn. Vô môn hai chấm. Vô môn. Vô môn thiền tự, Bức Kali có một cái chỗ là vô môn thiền tự là cái nhà nhỏ nhỏ cũng cũng gọn gàng xinh xắn, sư Chánh Cần, sư Tinh Cần nhận trụ trì đó, lấy cái tên là vô môn thiền tự, nhỏ 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 vô môn thiền tự. Rồi vô môn này có chín tâm ở ngoặc, chín tâm quả ở ngoặc, vô môn có chín tâm, tức là chín tâm quả đáo đại. À, tức là không vô môn, tức là không có nương bất kỳ một môn nào à, mà những loại tâm không có nương bất kỳ môn nào thì chỉ có chín tâm thôi, là chín tâm quả đáo đại, còn những tâm khác là có thể qua sáu môn, có thể không môn, có thể ngũ môn, có thể là nhất môn,
À, thì nó khác vậy. Thì còn cái tâm này, chính cái tâm này là nó chính tâm quả đáo đại này, nó không qua bất kỳ môn nào. Bởi vì tâm quả đáo đại này á, là thuộc về tâm làm việc tục sinh cho một vị phạm thiên. À, chẳng hạn như tâm quả sắc giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì tục sinh làm những vị phạm thiên trong cõi sắc giới, hoặc là những cái tâm quả của vô số sắc giới thì nó làm việc tục sinh lên cõi vô sắc giới. Thì tâm quả nó đại, nó chỉ làm được việc tục sinh hộ kiếp và tử, và tục sinh hộ kiếp tử này chính nó là môn luôn, cho nên nó không có đường môn nào. À, cho nên chính tâm, đặc biệt chính tâm quả làm việc tục sinh hộ kiếp và tử nên chẳng nương môn nào. Rồi mình ghi luôn, ghi cái luôn này cho rõ. Tâm đáo đại, tâm quả đáo đại chỉ làm việc tục sinh hộ kiếp và tử nên chẳng nương môn nào. Rồi, đúng rồi. Tức là chính cái tâm quả đáo đại này á, là gồm năm tâm quả sắc giới, đúng không? Năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. Thì mỗi một cái tâm quả này nó làm việc để tục sinh về cõi sắc giới hoặc là cõi vô sắc giới, tùy theo. À, thì chính vì nó làm việc tục sinh á, nó chỉ làm được phần sự là tục sinh và tục sinh hộ kiếp và tử. Hay tục sinh tâm nào thì làm việc hộ kiếp kiếp tâm đó. À, cho nên chính những cái này nó chỉ làm được ở những phần sự đó, cho nên nó không có nương môn nào. Bởi vì chính bản thân nó là hộ kiếp, nó là môn, chính nó là ý môn, nên nó không nương bất kỳ môn nào. À, như vậy vô tâm là chính tâm quả đáo đại. À, như chúng ta được biết vậy. À, quý vị có nắm được không ạ? Alo. Được ha. Những cái tâm thiền là những cái tâm nó không có, nó không có dính dáng về cái thuộc về cái dục giới được nha. À, những cái tâm quả đó lại này nó không dính dáng cái dục giới được, bởi vì những tâm này nó thuộc về cõi cảnh giới sắc giới và vô sắc giới thôi. À, nó không có liên hệ. Nhớ là tâm quả đó đại nó chỉ làm được cái việc đó thôi, nó không có làm việc mót được, nó không có làm việc của những cái tâm thuộc về dục giới. À, cho nên năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả sắc giới này nó làm việc tục sinh hậu kiếp tử, cho nên nó chính nó là môn, nó không được bất kỳ môn nào. Thì như vậy trở ngược lại, chúng ta đã học được thứ nhất là nhất môn, phân được năm loại ha. Thứ nhất là nhất môn là một môn có thể được nương qua, chỉ có một môn là ngũ song thức và 18 tâm động tốc, tức là những cái tâm động tốc còn không phải tâm quả, nhưng là tâm thiện, tâm di đắc thì được gọi là động tốc. 18 tâm động tốc đáo đại và 8 hoặc 40 sự thế qua nhất môn. Rồi ngũ môn, nhưng mà đang qua năm môn thì chúng ta có ba ý giới, là một kháng ngũ môn, hai tiếp thâu. Rồi qua 6 môn thì mình có được 31 tâm luôn, và 12 tâm bất thiện, một quan sát hỷ, một kháng ngũ môn, một cũng vi tiếu, 8 thiện dục giới, 8 di tác dục giới. Rồi qua 6 môn và không môn thì chúng ta tâm hai tâm quan sát và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Rồi qua cái vô môn, tức là không có môn nào. À, vô môn là chúng ta có được chín tâm như mới vừa học, là chín tâm quả đáo đại. Thì như vậy chín tâm quả đáo đại không qua, bởi vì nó là môn, cho nên nó không qua bất kỳ môn nào. Thì qua cái bài học hôm nay, chúng ta học là cái gì, hoàn tất được cái phần về môn tổng hợp, tức là những cái cửa mà từ những cái cửa đó để tạo thành những cái dòng tư tưởng của mình, những cái sự suy nghĩ, những cái sự tư duy, những cái pháp bất thiện, những pháp thiện, những pháp thiền, những pháp siêu thế gì, nó đều qua một trong những cái 6 cửa này. À, nó không ngoài của mình, cho nên cái thân ngũ uẩn này của mình nó có đầy đủ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý môn đầy đủ. Như vậy thì những cái loại tâm nó sẽ phát sanh tùy theo
cái nhân duyên của nó mà sẽ phát sinh, để cho chúng ta học ngoài này chúng ta sẽ thấy được thù của những cái vấn đề nó phát sinh như vậy không. Rồi như vậy là hôm nay là chúng ta hoàn tất xong cái buổi học bài về môn này một cách quý vị cố gắng ôn lại bài, đọc bài là coi lại ha, mình dò tới dò lui vài lần cho nó thấm, cho nó hiểu coi vậy, chứ mình vừa giảng vậy chứ mà buông ra cái luôn quên đó. Về cái bỏ ra quên không có nhớ, phải coi đi coi lại và nghe đi lại nhiều lần để nó thấm nha. Rồi những cái bài tới sẽ càng lúc nó càng khó khó lần ha. Rồi mốt chúng ta sẽ học sâu vô nữa, rồi mình đi vô cái phần mà về lộ trình tâm nó vậy sẽ thấy nó rất là rõ, càng ngày nó càng rõ. Tập vô lộ trình tâm, tức là lộ trình đi theo ngũ môn, tức là theo năm môn này nè, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, lộ trình ngũ môn. Thì những cái tâm nào nó đi như thế nào đó, lúc đó mình học về lộ trình tâm mình sẽ thấy được cái dài nhân duyên nó phát sanh rất là tuyệt vời. Mình thấy là không không thể tưởng tượng nổi mà cái dòng tâm thức mình nó đi một cách là khoa học, một cách là tỉ mỉ, một cách là rất là logic. Nó không có hỗn độn, không được mà tự rất là tuyệt vời. Rồi qua lỗi môn vậy nó sẽ như thế nào, và khi mình tu tập về thiền, nhất là về thiền chỉ, thiền quán thì nó sẽ cái tâm mình sẽ diễn biến ra sao. Cái bài đó thì không biết phải dạy cách nào đó, nó nghiên cứu cách để mà sao mình ghi trên đây để cho nó dễ hiểu ha. Chúng ta làm có cái khó khăn là mình còn suy nghĩ làm cách nào cho nó đơn giản dễ hiểu, phân ra cho nó rõ ràng, giảng sao cho nó trở nên là nó không có bị khô khan, mình học mình cảm thấy hứng thú. Thường thường cái biện pháp này ngày xưa chúng ta học rất là khó hiểu, bởi vì vô là nói sơ cái là muốn hiểu sao hiểu. Nên là cái gì những gì xưa người ta chỉ cần nói thôi, ví dụ như là sáu môn vậy vậy ra giờ người rồi mình nghiên cứu gì nào không hiểu gì đâu hỏi sao, thì rất là khó. Cho nên giờ chúng tôi cố gắng tìm để mà cách để mình làm cho nó đơn giản là rõ ràng ra, mình lôi từng cái ra để mình dẫn chứng, mình sẽ thấy vấn đề rất là rõ ràng và mình nghe qua cái là mình nắm được vấn đề. Thì như vậy do từ cái căn bản là đầu tiên này đó mình học được như vậy, rồi về sau lên những cái bài khác mình thấy ồ nó dễ quá, mình đã hiểu hết rồi, nói tới hiểu, nói tới hiểu. Và khi mình nắm vững được cái cơ bản này rồi đó, quý vị nghe kinh quý vị sẽ hiểu khác, sẽ hiểu một cách khác. Rồi mình nghe những vị sư giảng mình sẽ hiểu một cách rõ ràng mạch lạc hơn, chứ mình không có mù mờ như lúc mình chưa học. Và khi mình đi vào pháp hành mình sẽ hiểu được vấn đề nghĩ hơn. Cho nên đây là cái lợi ích rất là to lớn để cho những ai hữu duyên học được những cái pháp này. Chúng tôi cũng là một người chỉ là lặp lại vấn đề thôi, tức là mình chỉ học xong rồi mình tìm cách để mình làm cho nó rộng ra, cho nó dễ hiểu hơn vậy thôi. Chứ chúng tôi cũng không chả biết gì về cái này. Mình phàm phu tục tử, mình chỉ học thôi, chỉ cố gắng được nhiều hay nhiêu ha. Nếu có gì mà quý vị mà không hài lòng thì cũng mong bỏ qua. Là một do phước báo mà chúng ta học ngày hôm nay, nguyện cầu cho tất cả luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể. Một bài thay đó, mời MC nha. Dạ, sa thú, Như Quỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung thành kính tri ân vinh kinh rất là nhiều, đã bỏ thời gian và nhập công để giảng dạy cho đạo tràng được hiểu, nhất là đạo tràng Phật giáo Nam truyền là những vị rất là sơ cơ, nhất là Như Quỳnh nha. Nên mà hiểu được thì phải có một và dạ, Như Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Vinh. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ Như Quỳnh cũng kính cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã vào room để học, để cho Vinh Kinh có một sự phấn khởi dạy. Chứ mà vắng quá rồi Vinh cũng buồn nản, không có giàu dạy. Nhật Quỳnh và chị Minh Ta là thiệt thòi nhất, phải không chị? Nên rất cảm ơn đạo tràng đã cùng vào trong rừng Phật giáo.
Nam truyền đệ